Dạ, xin kính chào quý bà con nông dân. Chào mừng bà con đã đến với buổi livestream trực tiếp của công ty Yara vào buổi tối ngày hôm nay. Xin trước khi và bắt đầu thì MC xin được phép giới thiệu sơ về Yara đến với quý bà con. Thì như bà con được biết, Yara là một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở từ Na Uy với hơn 100 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp phân bón chất lượng cao và đội ngũ kỹ sư chuyên tư vấn các giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng, giúp tiết kiệm phân bón và tăng năng suất tối ưu cho cây. Đến với buổi tư vấn trực tuyến hôm nay vào lúc 19:30 ngày 30 tháng 5 năm 2022, MC xin được giới thiệu với bà con đến chủ đề tư vấn của Yara là giải pháp tăng năng suất cho cây có múi, chăm sóc cây có múi hiệu quả khi giá vật tư đầu vào tăng cao, nhằm giúp bà con chia sẻ những kiến thức để tiết kiệm được chi phí và chi phí đầu tư và nâng cao được năng suất, chất lượng của cây trồng cũng như là giá bán. Thông qua đó sẽ nâng cao được hiệu quả kinh tế cho bà con, đặc biệt là bà con trồng cam. Vâng, thì đồng hành với bà con ngày hôm nay, MC xin được phép giới thiệu kỹ sư Phạm Trung Khải, kỹ sư của công ty Yara Việt Nam phụ trách khu vực miền Bắc. Xin chào anh Khải ạ. Vâng, xin chào MC Ngân, kỹ sư Khanh, kỹ sư Hùng và toàn thể quý bà con đang theo dõi live stream của công ty Yara. Dạ, em chào anh Khải. Thì tiếp theo, MC xin được giới thiệu anh kỹ sư Nguyễn Duy Khanh, là kỹ sư nông học của công ty Yara Việt Nam, phụ trách khu vực miền Nam. Xin chào anh Khanh. Xin chào MC, xin chào kỹ sư Hùng, xin chào kỹ sư Khải. Và gửi lời chào đến tất cả bà con đang xem chương trình trực tiếp live stream của công ty phân bón Yara Việt Nam. Dạ vâng, xin chào hai anh. Vâng, như bà con được biết thì ngày hôm nay MC xin được giới thiệu sự xuất hiện đặc biệt của anh Phan Quốc Hùng, là trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư Hợp Trí, là vị khách mời đặc biệt của buổi tư vấn ngày hôm nay. Vâng, thì anh Hùng đến từ Hợp Trí cũng là một công ty có kinh nghiệm lâu năm về thuốc bảo vệ thực vật và là đối tác phân phối chính thức sản phẩm phân bón lá Yara Vita cao cấp của Yara. Thì đến với buổi livestream ngày hôm nay thì vâng, MC xin được mời anh Hùng gửi lời chào đến quý bà con ạ. Xin chào anh Hùng. Dạ anh Hùng ơi. Anh Hùng có nghe MC gọi tên không ạ? Mình mở mic. Tín hiệu đường truyền chỗ anh Hùng không tốt Ngân ạ. Thì mình cứ tiếp tục với Ngân, là bắt thì anh đi vào sau. Dạ vâng. Thì MC xin được phép đi tiếp và phần tiếp theo của buổi live buổi tư vấn hôm nay thì MC được biết là anh Khải và anh Khanh hiện tại là kỹ sư phụ trách ở khu vực miền Bắc cũng như là miền Nam. Thì không biết là hai anh có thể chia sẻ một chút về tình hình thị trường trồng cam của bà con ở hai khu vực này cho khán giả được biết không ạ? Vâng, cảm ơn Ngân. Thì thưa bà con, thì trước bối cảnh giá vật tư đầu vào tăng cao như hiện nay thì bà con đang gặp rất nhiều khó khăn. Chưa bao giờ mà Ngân ạ, bà con phải bỏ ra gần 20.000 để mua, chỉ để mua một cân đạm. Các phân bón NPK cũng đang tăng chóng mặt, trung bình từ khoảng 30-40%. Có những loại gần chạm mốc 30.000 đồng trên 1 kg rồi Ngân ạ. Không biết là tình hình thuốc bảo vệ thực vật thế nào anh Hùng ạ? Có tăng nhiều không anh? Chắc là đường truyền chỗ anh Hùng em chưa nhận được tín hiệu. Thì theo anh Khanh thì đâu là nguyên nhân dẫn đến giá vật tư tăng cao như vậy ạ? Cảm ơn kỹ sư Khải. Thì có rất là nhiều nguyên nhân. Thì hiện tại thì hầu hết bà con nhà vườn cũng xem chương trình thời sự, biết được thông tin tình hình chiến sự ở Nga và Ukraine. Thì đây là hai quốc gia có nguồn cung cấp nguyên liệu phân bón hàng đầu trên thế giới. Thì nó gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến nguồn cung cấp phân bón. Cái thứ hai nữa là giá khí đốt tăng cao, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Một số nhà máy ở châu Âu chỉ hoạt động cầm chừng, nên vì vậy là cái nguồn phân bón ở trên thị trường thế giới đang ở vào thời điểm khan hiếm. Anh dạ Hùng vâng. Đã vào chưa ạ?
Anh Hùng, Em nghe anh Hùng đã xuất hiện. Dạ, không mời biết anh là Hùng. bên tình hình thu bảo vệ thực vật chỗ anh Hùng có tăng nhiều không anh? Alo anh Hùng ạ. Dạ. Dạ. Đối với cái lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật thì có tăng một số mặt hàng nhưng mà rất là ít, có nghĩa tại vì thị trường chính của chúng ta vẫn nhập từ Trung Quốc, nó ít có lệ thuộc hơn trong cái cuộc kia, cho nên là bà con cũng cũng đỡ được cái mối này. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Hùng. Thì thưa bà con, thì trong khi mà giá nông sản cũng không tăng mạnh theo phân bón, thì cam bưởi miền Bắc thì đang trong giai đoạn nuôi trái và một số loại đang vào cùi. Năm ngoái thì theo tôi được biết thì giá cam canh trung bình cũng được khoảng 35 40 nghìn trên 1 kg, cam vinh thì 15 đến 20 nghìn trên 1 kg. Đây là một cái mức giá cũng không hề tồi chút nào, rất là khả quan. Không biết năm nay tình hình thế nào khi mà giá cả thì đầu vật tư đầu vào thì leo thang quá Ngân ạ. Thì trong miền Tây thì không biết là cây thung múi đang ở trong giai đoạn nào anh Khanh nhỉ, là giá cả có ổn không anh? Đối với ở miền Tây thì hầu hết cây có múi đang bước vào thời điểm là ra hoa và chuẩn bị bước sang giai đoạn đậu trái. Thì do ảnh hưởng cho thời tiết trong thời gian gần đây thì tình hình mưa liên tục nên ảnh hưởng đến cái việc mà ra hoa đậu trái đối với cây có múi và một số loại cây ăn trái nói riêng. Thì đây là cái giai đoạn trên cây có múi gọi phải gọi là giai đoạn cực trọng, nó quyết định đến cái năng suất cũng như là chất lượng trái. Vì vậy bà con phải hết sức lưu ý có những biện pháp để chăm sóc cho vườn cây có múi của mình. Vâng, cảm ơn anh Khanh. Thì cây có múi ở hai miền thì có thời vụ tương đối là khác nhau bà con ạ. Trước cái giá vật tư mà đang tăng cao, tôi thì thấy thì bà con đang rất là cân đối đắn đo rất nhiều ở cái việc mà chăm sóc cây có múi, đầu tư thì có phần là giảm hơn trước. Điều đó chưa hẳn đã tốt đúng không anh Khanh? Thì ngày hôm nay thì tôi và anh Khanh sẽ chia sẻ với quý bà con với một chủ đề phải nói là rất có tính thời sự, đó là giải pháp tổng hợp chăm sóc cây có múi trong bối cảnh giá vật tư đầu vào tăng cao, nhằm tiết kiệm chi phí đầu vào nhưng mà vẫn đảm bảo cái năng suất chất lượng cho vườn cây có múi. Không biết là bà con nghe chủ đề này có hấp dẫn không ạ? Nếu mà hấp dẫn thì hãy dành một sự quan tâm của mình bằng cách nhấn nút like, nút thích ạ, và nút chia sẻ giúp chúng tôi. Bà con mà có bất cứ thắc mắc gì thì bạn hãy đặt câu hỏi trong phần comment dưới khung chat để chúng tôi giải đáp trong chương trình ngày hôm nay, một trong những cái chủ đề mà rất có tính thời sự ạ. Vâng, tiếp theo thì xin mời em xin Ngân ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ rất là ngắn gọn và thực tế của các diễn giả. Thì ngay sau đây, em xin mời bà con cùng hướng mắt lên màn hình và cùng ra xem một đoạn phóng sự ngắn về thực trạng trồng cam và những băn khoăn của bà con hiện tại. Dạ, xin mời bộ phận kỹ thuật. Trước bối cảnh giá phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, nhiều nhà vườn phải kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào bằng cách cân đối vật tư xa xỉ Mỹ. Điều đó chưa hẳn đã tốt. Chúng ta cùng lắng nghe một vài chia sẻ của bà con chăm sóc cây cam muối hiện nay như thế nào nhé. Nói chung là một thời gian năm gần đây là tôi thấy giá phân bón nó lên quá cao, mà không biết là cái đầu tư, cái chi phí mà cái chất lượng hoa quả thì cũng chưa biết là như thế nào, tôi cũng đang hoang mang là không biết. Để các kỹ sư là có tư vấn cho những người nông dân như chúng tôi để làm sao chăm sóc nó hợp lý để nó hiệu quả, tiết kiệm chi phí với phân bón mà vẫn đạt hiệu quả nhất. Chào các kỹ sư, rồi vườn cam tôi cũng gặp rất nhiều vấn đề mà chưa được đẹp cho lắm, cho nên là đôi khi là cái dinh dưỡng là cân bằng là tôi chưa làm được, thì nhờ các kỹ sư là bón phân rồi cân đối dinh dưỡng cho nó như thế nào để cho cái vườn cây vừa hiệu quả nhất và cây được xanh tốt và phát triển đều nhất. Dạ vâng, như vậy là bà con đã được lắng nghe những cái băn khoăn và trăn trở của nông dân trồng cam ở cả hai miền Nam và miền Bắc.
Thì ngay sau đây, để không mất thời gian của bà con, thì MC xin được giới thiệu những nội dung chính của buổi tư vấn ngày hôm nay. Vâng, xin mời bộ phận kỹ thuật cho slide tiếp theo ạ. Vâng, thì đến với buổi tư vấn hôm nay, chúng ta sẽ đi qua lần lượt 5 nội dung chính. Thứ nhất là những yếu tố quyết định hiệu quả trồng cam cho bà con hiện tại. Thứ hai là những sai lầm thường gặp và giải pháp trong sản xuất cam, từ đó để giúp tăng năng suất và chất lượng trồng cam cho bà con. Thứ ba là ứng dụng của dòng phân bón lá cao cấp Yaravita trong việc trồng cam. Và đặc biệt, hai phần tương tác của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một phần gọi là hỏi đáp. Thì phần này sẽ dành cho những bà con đặt những câu hỏi hay đến với chương trình ngay trong khung bình luận ở phía dưới của bài của buổi phát sóng này hôm nay. Và những bà con nào có câu hỏi được lựa chọn để chuyên gia giải đáp ngay trong buổi tư vấn sẽ được tặng một ba lô Yara. Tiếp theo đó thì sẽ là phần đố vui có thưởng như mọi lần. Bà con sẽ được đi qua ba câu trắc nghiệm, và những bà con có đáp án nhanh nhất và đúng nhất cũng sẽ nhận được một phần quà ba lô của Yara. Vì vậy bà con cố gắng tương tác và để lại thật là nhiều bình luận câu hỏi cho Yara nhé. Dạ. Tiếp theo thì chắc xin mời anh Khải mình sẽ đi qua vấn đề đầu tiên cho bà con giúp em nha. Em mời anh. Vâng, xin cảm ơn MC Ngân. Thì MC Ngân cũng đã giới thiệu những cái nội dung. Vâng, thì nói về nội dung ngày hôm nay thì chúng tôi chủ yếu là sẽ phân tích những cái vấn đề mà thường gặp của bà con canh tác, từ đó là giúp bà con là cải tạo được và đưa ra những giải pháp thì làm cho cái chi phí đầu tư, mục đích chúng tôi là làm cho cái chi phí đầu tư nó sẽ giảm. Thì đầu tiên, trước khi mà muốn mà tác động đến, đúng không ạ, tác động đến những cái yếu tố thì chúng ta phải biết được là hiệu quả trồng cam thì được quyết định bởi những yếu tố nào. Xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Thì cái phần này thì chúng tôi sẽ nhằm, đúng không ạ, thông tin cho bà con về tổng quan, đúng không ạ, về những cái yếu tố, đúng không ạ, nó cấu thành nên cái hiệu quả trồng cam để chúng ta biết được chúng ta tác động, đúng không ạ. Thì nói về những yếu tố mà để quyết định đến hiệu quả trồng cam thì chúng ta chắc hẳn bà con cũng đã biết, đó là ba yếu tố chính. Đầu tiên là năng suất, thứ hai là giá bán, và thứ ba là chi phí đầu tư. Thì trong ba yếu tố này, để mà nói về hiệu quả trồng cam thì hai yếu tố đầu tiên, đúng không ạ, chúng ta phải bà con đều mong muốn và chúng tôi cũng mong muốn là phải tăng, đó là năng suất và giá bán, đúng không ạ. Thì khi mà năng suất và giá bán mà tăng lên thì hiệu quả trồng cam mới tăng được, đúng không ạ. Còn yếu tố thứ ba thì ngày càng càng giảm, đúng không ạ, càng giảm thì càng tốt, đúng không ạ. Theo anh Khanh thì vấn đề này như thế nào ạ? Tôi thấy thì trước diễn biến giá cả phân bón đang leo thang như hiện nay thì bà con đang rất là đắn đo trong việc lựa chọn phân bón. Quan điểm của anh về vấn đề này. Cảm ơn kỹ sư Khải. Thì theo quan điểm của tôi cũng như là một số cái nhà vườn am hiểu kiến thức về lĩnh vực trồng cam thì rõ ràng là ba yếu tố này nó đã quyết định ảnh hưởng đến cái hiệu quả của việc trồng cam. Thì đầu tiên chắc chắn một điều là muốn có hiệu quả thì chúng ta phải tăng năng suất. Mà có phương pháp nào để tăng năng suất thì đối với hầu hết bà con nhà vườn thì khi canh tác một loại cây gì chúng ta phải hiểu rõ cái đặc tính những loại cây đó. Ví dụ như nó phải biết được cái nhu cầu dinh dưỡng của nó là như thế nào. Những đối tượng dịch hại nào gây hại trong thời điểm cây mang trái, ra hoa mang trái, để chúng ta có cái giải pháp giúp cho vườn phát triển tốt. Thì có như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái năng suất. Cái yếu tố thứ hai là cái giá bán. Thì đối với giá bán thì hầu hết tất cả các nhà vườn trồng cam cũng như là những người nông dân làm ra nông sản thì hầu như không quyết định cái giá bán. Giá bán là nhu cầu của thị trường, do thị trường quyết định. Nhưng để giảm thiểu cái rủi ro cho bà con, đối với một số nhà vườn có kỹ thuật tiên tiến thì chúng ta phải biết cái áp dụng cái xử lý vụ nghịch, né tránh vụ mùa tập trung để tạo ra cái thị trường khan hiếm nông sản, cung không đủ cầu. Thì có như vậy thì cái giá nông sản của chúng ta mới tăng lên, bán được giá cao. Cái yếu tố cuối cùng, đây là cái yếu tố mấu chốt trong thời điểm hiện tại, là tối ưu hóa cái chi phí đầu tư. Tối ưu hóa chi phí đầu tư ở đây không có nghĩa là bà tao con phải đầu tư thấp bằng cái giải pháp là mua những hàng sản phẩm, hàng giá rẻ kèm theo cái chất lượng kém để bón cho vườn cây của mình cũng như là thuốc bảo vệ thực vật, mà bà con phải là nhà đầu tư thông minh, chọn những sản phẩm
cao, chọn những sản phẩm để mang lại cái hiệu quả tốt nhất để giúp cho vườn của mình tăng năng suất và chất lượng, cũng như là cái vườn của mình nó phải phát triển bền vững. Thì có như vậy thì hiệu quả từ ba yếu tố này nó phải liên tục và nó liên kết với nhau, giúp cho bà con đạt cái lợi nhuận cao nhất. Vâng, cảm ơn anh Khanh. Thì đó là những cái chia sẻ của anh Khanh. Thì chúng ta làm sao là phải tối ưu hóa được cái chi phí đầu tư, đúng không ạ, năng mà vẫn giữ được cái năng suất và chất lượng, thì cái vườn cam của mình nó có thu hoạch được lâu dài hay không, đúng không ạ? Chúng ta không thể nôn nóng mà có thể là giảm chi phí đầu tư mà không có theo cái lộ trình, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay tôi và anh Khanh sẽ chia sẻ những giải pháp giúp chúng ta là giảm chi phí đầu tư bằng khoa học, đúng không ạ? Bằng kiến thức, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái vườn cây chúng ta luôn khỏe mạnh và cho năng suất chất lượng cao, tối ưu hóa cái hiệu quả trồng cây có múi. Thì mời bà con theo dõi phần tiếp theo, đó là cái phần mà chúng ta sẽ phân tích là giảm chi phí đầu tư bằng cách nào, mà giảm, đúng không ạ, bằng khoa học, bằng kiến thức, nhưng mà vẫn đảm bảo cái năng suất và chất lượng. Thì đó là cái nội dung và cái chủ đề chính mang tính thời sự ngày hôm nay. Xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Thì cái phần này thì chúng tôi sẽ tập trung phân tích những cái sai lầm, đúng không ạ, thường gặp phải, và đưa ra những cái giải pháp giúp bà con tăng năng suất và chất lượng, giảm chi phí đầu vào. Xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Thì đối với lại những cái vấn đề mà bà con gặp phải thì chúng tôi đã khảo sát cũng như là tổng kết, đã đúc kết lại là những cái vấn đề mà hiện nay đang rất là nhức nhối, bà con đang phải trả những cái chi phí nó cao hơn đấy. Thì chúng tôi đã tổng kết lại được 4 cái nội dung của ngày hôm nay, đó là: một là những cái vấn đề về mực thủy cấp cao, tức là vấn đề về lên líp thấp, đúng không ạ? Thứ hai là để vườn cam có độ pH thấp, đúng không ạ? pH thấp thì nó sẽ mất rất nhiều chi phí đầu tư, bà con sẽ phải mất thêm cái phân bón của mình, mất thêm cái chi phí đầu tư của mình. Cái thứ ba đó là bà con mình xem nhẹ cái khâu tỉa cành tạo tán, đúng không ạ? Thì cành tạo tán tuy đơn giản nhưng mà nó mang lại một cái hiệu quả rất là cao. Thì lát nữa chúng tôi sẽ phân tích vấn đề này, và đặc biệt là cái vấn đề thứ tư mà bà con đang gặp phải, đó là bón phân chưa cân đối, không theo nhu cầu dinh dưỡng của cây cam đó. Cái phần thứ tư này rất là quan trọng, thì chúng tôi thấy bà con gặp phải rất là nhiều. Thì chắc chắn rằng bà con khắc phục được 4 cái vấn đề này thì tôi chắc chắn với bà con là bà con sẽ giảm được cái chi phí đầu tư trong cái việc mà trồng cây có múi để nâng cao cái năng suất và chất lượng và tính đến cái hiệu quả kinh tế. Và chúng tôi sẽ phân tích từng cái vấn đề mà bà con gặp phải. Đầu tiên đó là cái mực thủy cấp cao. Mực thủy cấp cao tức là bà con lên liếp vấn đề về thiết kế vườn, đúng không ạ? Vấn đề về canh tác. Mực thủy cấp cao thì nó sẽ thường dẫn đến cái bệnh mà vàng lá thối rễ, cái bệnh điển hình ở đối với lại cây có múi. Cái thứ hai là làm cây suy kiệt và tuổi thọ của vườn rất là ngắn. Thì theo kỹ sư Khanh thì có thể chia sẻ cho bà con là tại sao lên liếp thấp như vậy, lên liếp thấp lại dẫn đến cây hay bị vàng lá thối rễ và tuổi thọ vườn cây ngắn. Xin mời kỹ sư Khanh có thể nếu quan điểm mình. Cảm ơn kỹ sư Khải. Thì đối với hầu hết cây có múi nói chung và cây cam nói riêng thì cái bộ rễ của cây rất là mẫn cảm đối với quá trình ngập úng. Khi mà bà con lên liếp thấp, không đảm bảo khoảng cách mực nước, từ mực nước đến mặt liếp khoảng từ 60 đến 80 cm thì quá trình mà khi mà nước ngập như vậy thì bộ rễ của cây rất là dễ bị tổn thương. Mà một khi cây đã suy yếu thì nấm bệnh, đặc biệt là nấm Fusarium có sẵn ở trong đất, nó sẽ tấn công vào bộ rễ, gây nên cái hiện tượng là bệnh vàng lá thối rễ. Đây là một loại bệnh rất là phổ biến và làm tuổi thọ vườn cây có múi ở đồng bằng sông Cửu Long giảm đi rất là đáng kể. Vâng, cảm ơn anh Khanh. Thì anh Khanh có nói đến một cái vấn đề, đó là rãnh thoát nước. Thì theo tôi được biết thì cái tác dụng của rãnh thoát nước thì đó là làm cho cái vườn cây có múi mình không bị ngập úng. Điều này rất là quan trọng, đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là
Khi mà nước không chảy tràn ở trên bề mặt được thì vườn cây có múi của chúng ta sẽ ít bị bệnh hơn. Nếu như mà chúng ta để nước chảy tràn thì nó dễ bị lây bệnh, đúng không ạ? Từ cây nọ sang cây kia. Và đặc biệt nữa là tác dụng của cái rãnh thoát nước nó làm cho bộ rễ nó thông thoáng hơn, đúng không ạ? Cung cấp oxy được nhiều hơn. Từ đó thì cây nó khỏe mạnh hơn, đúng không ạ? Nếu mà không có rãnh thoát nước thì mưa xuống thì làm đất dí chặt hơn, đúng không ạ? Chúng ta ví dụ như chúng ta mà đi chăm bón, đúng không ạ, dẫm lên thì cũng làm chặt đất hơn. Vừa rồi tôi và anh Khanh thì cũng đã chia sẻ một cái vấn đề, đúng không ạ, lên lít rồi là mực thủy cấp thấp, đúng không ạ? Tưởng chừng rất đơn giản thôi nhưng mà nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chi phí đầu tư của chúng ta, đúng không ạ? Nếu chúng ta mà lên lít thấp, đúng không ạ, cây dễ bị bệnh, chúng ta mất nhiều thuốc bảo vệ thực vật hơn, vườn cây không được lâu dài. Vì vậy bà con mình hãy lên lít cao, như anh Khanh khuyến cáo bà con là cách mặt nước thì khoảng 60 đến 80 cm, đúng không ạ? Và trồng đối với cây có múi thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con là nên trồng nổi sẽ tốt hơn rất nhiều ạ. Và cái vấn đề tiếp theo đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn phân tích với bà con, đó là vấn đề mà pH đất thấp, đúng không ạ, ảnh hưởng đến rất nhiều cái chi phí đầu tư của bà con hiện tại, đúng không ạ? pH đất thấp là gì ạ? Tức là đất bị chua, đúng không ạ? Đất chua. Đất chua thì sẽ giải phóng ra nhôm và sắt làm cạnh tranh với dinh dưỡng chính. Cây trồng khó hấp thu dinh dưỡng hơn. Người ta vẫn nói là ngộ độc nhôm và sắt là vậy ạ. Đất chua cũng giống như việc dạ dày của cây bị viêm nhiễm, bà con ạ. Tại sao mà có những người ăn một bát mà vẫn béo mà một người lại ăn ba bát cơm, đúng không ạ? Mỗi bữa thì vẫn gầy, đúng không ạ? Khi mà dạ dày con người, đúng không ạ, nói về con người chúng ta, đúng không ạ, tiết ra quá nhiều axit, chúng ta còn có thấy biểu hiện ở chua, đúng không ạ, tức ngực, thì đó là dấu hiệu của bệnh trào ngược dạ dày. Chúng ta ăn không thể thể làm khó, rất khó béo, đúng không ạ? Bà con nhìn vào xin bộ phận kỹ thuật hãy chuyển slide tiếp theo để chúng tôi phân tích bà con nhìn vào, đúng không ạ, biểu đồ về tính hữu dụng của phân bón. Khi pH đất mà càng thấp, tức là đất càng chua, có tính hữu dụng, thì cái tính hữu dụng của phân bón càng giảm. Sự hấp thu dinh dưỡng của cây trồng lại càng gặp khó khăn, đúng không ạ? Trên biểu đồ bà con có thấy là khi mà pH nhỏ hơn 4.5, đúng không ạ, thì sự lãng phí phân bón lên tới 72%. Trong khi đó, đúng không ạ, pH bằng 6 thì sự lãng phí này chỉ còn 20%, đúng không ạ? Ví dụ để cho bà con dễ hiểu hơn, ví dụ như bà con bón 10.000 phân ở nghi ngưỡng mà pH đất là dưới 4.5 thì cây trồng chỉ ăn được 2.800, đúng không ạ, mất tới 7.200. Còn khi mà bà con canh tác ở cái ngưỡng pH bằng 6 thì chi phí đầu tư dụ bón 10.000 chỉ mất 2.000 đồng thôi, đúng không ạ? Nó chênh nhau rất là nhiều. Cái vấn đề pH đất thấp thì có nhiều tác hại như vậy, đúng không ạ? Bà con đó là lấy cắt rất là nhiều tiền đầu tư của bà con. Và đối với Zara thì đã dành một buổi tư vấn trực tuyến cách đây cũng trong năm ngoái, dành một chủ đề về pH đất là kẻ đánh cắp túi tiền âm thầm của bà con, đúng không ạ? Vậy thì xin mời kỹ Khanh, đúng không ạ, cái tác hại của pH đất nó thấp như vậy thì kỹ sư Khanh có thể chia sẻ bà con là về cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc mà đất bị chua và cũng như là cái giải pháp khắc phục được không ạ? Tôi thấy thế này anh Khanh ạ, bà con trước khi mà trồng cây pH rất là ok, rất là cao, nhưng mà khi sau một thời gian pH giảm trầm trọng, đúng không ạ, thì không biết là cái nguyên nhân nào ạ? Cảm ơn anh Khải. Xin mời bộ phận kỹ thuật cho live tiếp theo. Cái nguyên nhân chính đây không phải là nguyên nhân mà là trở thành thói quen của một số bà con trồng cam, kể cả cây ăn trái, là thói quen sử dụng quá nhiều phân đạm UG và đạm amon có trong thành phần NPK trong thời gian dài. Thì như quý bà con đã biết thì đối với cây, khi mà bón phân đạm UG hoặc là đạm amon để khi bón vào vườn cây thì để cây hấp thu được. Thì xin mời bộ phận kỹ thuật cho tiếp theo ạ. Đây rồi. Đối với những vườn cây có múi khi sử dụng đạm thì để mà cây lấy được hấp thu được dạng đạm thì quá trình đó nó phải chuyển từ đạm UG chuyển qua amon và cuối cùng là và đạm nitrat. Đây là dạng đạm hữu dụng cây trồng mới có khả năng sử dụng được. Nhưng trong quá trình này
thì cái phản ứng nó phóng thích ra rất là nhiều ion H cộng. Đây là nguyên nhân chính làm cho đất mình bị chua khi mà bà con sử dụng đạm ure hoặc là amon trong thời gian dài, thì sẽ dẫn đến là pH trong vườn cây có muối hoặc là vườn cây ăn trái luôn duy trì ở mức thấp, làm giảm đi cái hiệu quả sử dụng phân bón của vườn cây của bà con. Chúng ta mất đi khá là nhiều phân bón trong cái việc mà phải cung cấp thêm phân để giúp cho cây nó phát triển trở lại bình thường. Đây là pH thấp cũng như anh Khải nói là kẻ đánh cắp túi tiền của bà con. Thì biết được nguyên nhân thì chúng tôi sẽ có cái giải pháp để giúp cho quý bà con khắc phục, nâng cao cái pH vườn lại để tăng tính hiệu quả của phân bón. Xin mời bộ phận kỹ thuật cho live tiếp theo. Xin bộ phận kỹ thuật cho live tiếp theo. Đang có trục trặc đường truyền mấy anh chờ một xíu nha. Chắc là mấy nay mưa xuống. Đây là vâng, anh Khanh tiếp tục cái giải pháp giúp bà con. Đây chúng ta sẽ tiến hành đến cái giải pháp để khắc phục cái pH, nâng cao pH cho vườn cây có muối cũng như là vườn cây ăn trái của bà con. Thì đây chúng tôi đi thực tế rất là nhiều vườn, hướng dẫn bà con áp dụng rất là nhiều biện pháp, nhưng đúc kết lại thì có ba cái biện pháp mà hiệu quả, tiết kiệm chi phí và rất là dễ thực hiện. Cái biện pháp đầu tiên là bón vôi. Thì bón vôi là biện pháp nâng cao cái pH hiệu quả nhất. Thời điểm bón vôi, bà con có thể bón vào đầu mùa mưa hoặc là cuối mùa mưa. Thì đối với một vườn số vườn cây có muối, bà con có thể bón sau khi mình thu hoạch, phục hồi cây, thì giúp để nâng pH, để tăng tính hữu dụng của phân bón. Cái biện pháp thứ hai thì đó là bón phân hữu cơ. Phân hữu cơ ở đây bà con có thể ủ phân gà, phân bò, khoai, có thể ủ với nấm chi cô, sau đó phân đã quay thì đem bón cho vườn. Tác dụng của phân hữu cơ là nó cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu, giúp cho đất giữ phân giữ nước tốt, tăng hiệu quả của phân bón. Hai biện pháp bón vôi và phân hữu cơ của bà con có thể tiến hành song song với nhau. Có thể bón vôi trước và kết hợp bón phân hữu cơ riêng. Đối với phân hữu cơ thì bà con lưu ý thời điểm bón phân hữu cơ thích hợp cho vườn cây có muối của mình là vào đầu mùa khô. Bà con lưu ý cái thời điểm để mình bón cho hiệu quả. Biện pháp thứ ba đó là sử dụng phân có chứa hai dạng đạm, đạm nitrat và đạm amon. Vâng, cảm ơn anh Khanh. Thì trong những cái giải pháp mà anh đưa ra thì tôi thấy cái bón vôi nó là một giải pháp rất rẻ tiền và đơn giản với bà con. Vậy bón vôi như thế nào cho hợp lý ở các ngưỡng pH khác nhau đúng không ạ, và ở những chân đất khác nhau thì cái lượng vôi mình bón vào như thế nào, thì anh Khanh có thể nêu chi tiết giúp bà con được không ạ? Cảm ơn kỹ sư Khải. Thì bón vôi như thế nào là hợp lý, thì trước hết chúng ta phải xem đất của chúng ta ở dạng nào để chúng ta có cái lượng và mức pH là bao nhiêu để chúng ta có cái lượng bón cho nó phù hợp. Thì ở đây tôi tạm chia ra hai loại đất thường gặp ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như là ở miền phía Bắc. Thì đầu tiên đối với đất sét có nhiều hữu cơ, khi mà pH đất tầm khoảng từ 3.5 đến 4.5 thì quý bà con mình cần bón cái lượng vôi là khoảng 2 tấn cho 1 hectare. 2 tấn cho 1 hectare thì ở đối với những người có diện tích nhỏ thì bà con nhớ là 200kg cho 1.000m2 cho nó tiện dễ ha. Còn mức còn pH đất từ 4.6 đến 5.5 thì chúng ta sử dụng lượng vôi ít hơn, thì khoảng 1 tấn cho 1 hectare. Riêng với pH phù hợp cho tất cả các loại cây đó là từ 5.6 đến 6.5 thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng cái lượng vôi khá là ít, khoảng 500kg cho 1 hectare. Còn riêng đối với pH đất lớn hơn 6.5 thì hầu như bà con không cần phải bón vôi. Đây là mức pH tối ưu thích hợp cho tất cả các loại cây trồng. Còn riêng đối với loại đất thứ hai là đất cát có nhiều hữu cơ thì bà con tham khảo là sử dụng lượng vôi giảm đi phân nửa so với từng mức pH như tôi vừa nêu. Vâng, cảm ơn anh Khanh.
Có một vài thắc mắc của bà con là cái bà con cũng biết được cái tầm quan trọng của pH đất rồi đúng không ạ? Vậy thì anh Khanh có thể chia sẻ giúp bà con là làm thế nào để xác định được cái độ pH không anh Khanh? Thì chia sẻ thêm giúp bà con về cái vấn đề này để bà con mình có thể biết thêm. Cảm ơn kỹ sư Khải. Việc xác định cái pH trong đất khá là dễ dàng. Thì ở đây có hai cái cách cơ bản mà dễ áp dụng. Đó là thứ nhất là chúng ta sử dụng cái giấy quỳ bảng so màu đất. Đây là cái giấy quỳ để so màu, bảng so màu thì bà con có thể mua ở các nhà sách. Sau đó chúng ta tiến hành chúng ta thử giấy quỳ và kê vào cái bảng để so để biết được cái pH trong vườn cây có múi của mình ở khoảng nào. Sau đó chúng ta sẽ có giải pháp để điều chỉnh tùy theo cái mức độ pH của vườn. Cái thứ hai là sử dụng máy đo. Đây là cái phương pháp mà rất là tiện dụng, mà bà con có thể đầu tư một cái máy đo thì trung bình giá nó rất là rẻ, phù hợp với túi tiền bà con. Nó rơi vào khoảng từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Đây là cái máy đo để biết được thông số của vườn của mình, để chúng ta có cái cách nếu mà pH đất thấp thì chúng ta có cái giải pháp để nâng cái pH lên. Thì đó là hai cái cách mà xác định pH thường gặp ở nhà vườn. Vâng, xác định pH rất là dễ dàng đúng không bà con, khi mà anh Khanh đã chia sẻ điều này. Thì anh Khanh cho tôi hỏi là trong những cái giải pháp mà anh đưa ra, tôi thấy có là có biện pháp là sử dụng loại phân mà có hai hai dạng đạm. Thì cái này có lẽ là rất là lạ lẫm với lại bà con. Vậy thì theo anh Khanh thì tại sao anh Khanh có thể chia sẻ là sử dụng đạm, những loại phân mà có hai dạng đạm đúng không ạ? Có đạm nitrat thì nó có tác dụng là nâng cao pH đất và ổn định pH đất. Nó dựa trên theo cái cơ sở khoa học nào ạ? À, xin mời bộ phận kỹ thuật cho tiếp. À, cảm ơn anh Khải. Thì đối với dạng dạng phân đạm có chứa dạng phân có chứa hai dạng đạm, đạm nitrat và đạm amon. Đây là hai cái dạng, đây là loại phân bón tiên tiến trên thị trường hiện nay. Thì khi mà sử dụng cái đạm phân bón đạm thì bà con biết như ban đầu tôi đã phân tích, thì đối với cây trồng để hấp thu được đạm thì bắt buộc là cây phải hấp thu được dạng đạm nitrat NO3 trừ. Thì trong quá trình chuyển đổi từ amon sang đạm nitrat thì cây nó sẽ phóng thích ra OH trừ, nó sẽ trung hòa cái axit, cái độ chua có trong đất để duy trì cái pH ổn định. Ở đây thì công ty Yara Việt Nam có kết hợp với trường Đại học Cần Thơ thực hiện một cuộc khảo nghiệm phân bón trên cây cam, thì duy trì trong phân bón hai dạng đạm này bón trong vòng 4 năm, đánh giá pH vẫn ổn định. Trong 4 năm thì pH vẫn không thay đổi, vẫn duy trì ở mức độ ổn định. Thì rõ ràng một điều là sử dụng phân bón chứa hai dạng đạm sẽ không làm chua đất và duy trì pH luôn ổn định. Vâng, cảm ơn anh Khanh. Thì ngoài tác dụng mà của dòng đạm nitrat đúng không ạ? Như anh Khanh nói là ổn định pH thì cái đạm nitrat này nó còn có tác dụng gì nữa không anh Khanh? Vâng, đúng rồi anh Khải. Đó, như tôi ban đầu tôi đã nói thì đạm nitrat là đạm hữu dụng, bón xuống trong vòng 24 giờ cây trồng sẽ sử dụng được đạm này. Thì đối với đạm nitrat là hầu như nó sẽ không thất thoát do bốc hơi. Vì vậy giúp quý bà con tiết kiệm cái lượng phân bón hơn. Tiết kiệm cái lượng phân bón đồng nghĩa với việc là chi phí đầu tư đầu vào của bà con sẽ giảm. Và đạm nitrat này nó góp phần giúp cho cây phát triển và ổn định cái năng suất cũng như là cái chất lượng của vườn cây của quý bà con. Vâng, rất tuyệt vời từ đạm nitrat đúng không anh Khanh? Thì cảm ơn Khanh đã chia sẻ rất là chi tiết. Đến đây thì bà con đã tiết kiệm được khá nhiều tiền đầu tư bằng việc là nâng cao pH đúng không ạ? Bà con nhớ sử dụng là những dòng phân mà có đạm nitrat và những cái mà lưu ý của anh Khanh để mà chúng ta có thể là ổn định pH, nâng cao pH để tiết kiệm cái chi phí đầu tư đúng không ạ? Thì đó là cái phần thứ hai mà chúng tôi phân tích, đó là pH đất thấp. Thì xin mời bộ phận kỹ thuật chuyển slide tiếp theo để chúng tôi sẽ phân tích cái mục thứ ba, những cái vấn đề mà thứ ba mà nông dân hay gặp phải, đó là nông dân mình, bà con mình đúng không ạ, bà con mình xem nhẹ cái khâu tỉa cành tạo tán. Thì cái lợi ích của việc tỉa cành tạo tán thì
bà con chắc cũng biết, đó là làm cho cái vườn của mình nó thông thoáng hơn. Thông thoáng hơn thì nó sẽ giảm cái áp lực sâu bệnh, và tỉa bỏ những cái cành không cần thiết thì nó sẽ tiết kiệm được phân bón, đúng không ạ? Trái đồng đều hơn và tăng tăng cái chất lượng của quả trái, đúng không ạ? Thì bà con mình vẫn hay nói là quả thì ăn cành na, tức là cành bánh tẻ, đúng không ạ? Ở cái cành bánh tẻ thì chất lượng quả nó đồng nhất, đúng không ạ? Nếu như mà mình mà tỉa cành đạo tán nó, đúng không ạ, nó không đúng thì bà con thấy là trên một cây trồng cây có múi, cây bưởi, cây cam, đúng không ạ, chất lượng trái nó không đồng nhất. Điều này tạo cái nếu mà bà con mình mà làm hàng hóa thì rất là khó, đúng không ạ? Chất lượng trái đúng không? Một cây, đúng không ạ, có quả ngon có quả không ngon, đúng không ạ? Vậy cái việc mà tỉa cành đạo tán thì nó giúp cho trái đồng đều hơn, chất lượng hơn, đúng không ạ? Loại một thì sẽ nhiều hơn, bán được giá hơn, từ đó sẽ nâng cao được cái hiệu quả kinh tế của bà con hơn. Vậy kỹ sư Khanh có thể chia sẻ với bà con về nguyên tắc tỉa cành đạo tán được không ạ, để bà con được nắm rõ trong cái tỉa cành đạo tán thì cần nắm được những cái nguyên tắc nào ạ? Vâng, cảm ơn kỹ sư Khải. Thì đối với việc tỉa cành tạo tán trên cây cáo muối và các loại cây khác thì thưa bà con, tỉa cành tạo tán là bí quyết thành công của nhà vườn. Tỉa cành tạo tán sẽ áp dụng vào giai đoạn kiến thiết, giai đoạn phát triển cây còn nhỏ để tạo cho cây có bộ khung đồng đều ổn định. Những lợi ích mà anh Khải vừa nêu như là giảm chi phí đầu tư ban đầu, hạn chế sâu bệnh, tăng tỷ lệ trái thì vân vân, thì tôi sẽ hướng dẫn bà con những loại cành cần tỉa bỏ ở giai đoạn kiến thiết khi vườn cây chưa cho trái. Đầu tiên đó là vị trí cành đang chéo vào nhau, thứ hai là cành mọc vào trong thân, thứ ba là cành ở ngã vị trí ở ngã ba, và thứ tư là cành cành nó mọc ra đâm xuống đất, và cái vị trí thứ năm, đây là một cái cành mà quý con dễ nhận biết trên vườn, đặc biệt là cây có muối, đó là cành vượt. Nhìn vào là ta biết ngay đây là cành sử dụng dinh dưỡng nhiều nhất, chỉ biết ăn thôi, sử dụng dinh dưỡng khá là nhiều mà hầu như không cho trái, thì chúng ta sẽ loại bỏ những cành vượt này. Kế đó là vị trí những cành song song, những cành mọc ngược xuống gốc. Và lưu ý bà con, ở giai đoạn mà sau thu hoạch phục hồi cây thì bà con nên tỉa bỏ những cành bị sâu bệnh nặng gây chết cành, để cho giúp vườn bà con thông thoáng, dễ quản lý sâu bệnh hại hơn. Vâng, cảm ơn anh Khanh. Thì như vậy thưa bà con, là cái việc tỉa cành tạo tán là cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Đây cũng là việc mà giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí đầu tư thông qua cái việc mà giảm cái lượng phân bón đi, đúng không ạ? Đồng thời cũng là giảm thuốc bảo vệ thực vật đi rất là nhiều, đúng không ạ? Và cái năng suất, đúng không ạ, trái đồng đều hơn thì cái giá bán của chúng ta sẽ tăng. Và cái điều này nó cũng làm cái hiệu quả mà trồng cây có múi của chúng ta cũng tăng lên, đúng không ạ? Vừa rồi thì chúng tôi đã đi qua 3 phần, có thể nói là 3 phần đó liên quan đến vấn đề canh tác. Và một cái phần thứ tư rất là quan trọng, nó liên quan đến vấn đề về dinh dưỡng, đúng không ạ? Dinh dưỡng ở đây bà con đang gặp phải đó là vấn đề về bón phân chưa cân đối, đúng không ạ? Không theo nhu cầu của dinh dưỡng của cây cam. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào những biểu đồ ở trên màn hình thì chúng ta sẽ biết được là cái nhu cầu dinh dưỡng của cây cam như thế nào, đúng không ạ? Các nhà khoa học đã phân tích nhu cầu dinh dưỡng của cây cam thì bà con có thể nhìn thấy bên tay trái của bà con đó là thì cái lượng dưỡng chất, tức là cái lượng dưỡng chất lấy đi trong một tấn cam, thì những cái chất nào nó ăn nhiều nhất, chất nào ăn ít nhất, thì các nhà khoa học đã tổng kết một điều là đối với cây cam, đúng không ạ, cái chất nhiều nhất đó là kali, thứ nhì là đến đạm, đúng không ạ, và cái thứ ba chắc hẳn là bà con nghĩ là lân, nhưng mà không phải, đó chính là canxi bà con ạ. Đạm, lân, kali, đúng không ạ, bà con nhìn trên bản đồ, đúng không ạ, bà con thấy sẽ thấy là xếp theo hình chữ V. Thì hiện nay các nhà khoa học cũng đang khuyến cáo bà con mình bón phân theo hình chữ V là vì vậy. Chính vì vậy các sản phẩm nuôi trái của Zara cũng đều thiết kế theo tỷ lệ NPK theo hình chữ V như vậy. Ví dụ như bà con có thể thấy sản phẩm Zara Mila Complex 10, thiết kế là 12, 11, 18, vân vân. Ngoài vấn đề mà đa lượng như tôi đã nói, đúng không ạ, xếp theo hình chữ V, đạm, lân, kali, thì cây cam cũng rất cần những cái chất trung vi lượng khác như magie hay sắt hay là mangan, bo, đồng, kẽm, đúng không ạ? Thì đó là nhu cầu của cây cam. Vậy thì
quy trình của bà con hiện nay như thế nào. Chúng tôi có một cuộc khảo sát rất nhiều nhà vườn trồng cây có múi và vẽ sơ đồ ở bên tay phải của quý bà con. Thì bà con hiện tại đã đang rất là chú trọng đến đạm lân kali, đúng không ạ? Chủ yếu là đạm lân kali mà quên mất đến 9 thành phần khác, đúng không ạ? Mà không chú ý đến cái trung vi lượng mà cây đất cần. Vậy thì thưa kỹ sư Khanh, việc bà con mà bón thiếu hụt canxi, đúng không ạ, và trung vi lượng như vậy thì nó sẽ xảy ra điều gì ạ? Vâng, cảm ơn anh kỹ sư Khải. Thì xin mời bộ phận kỹ thuật cho qua live tiếp theo. Chuyển live tiếp theo. Tiếp theo. Xin cho qua live tiếp theo. Đối với cây có múi, đặc biệt là cây cam, thì việc mà bổ sung thiếu hụt canxi cũng như là bo thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình là ra hoa đậu trái, cũng như là nó sẽ làm cho cây nó dễ dàng nhiễm bệnh hơn. Lý do ở đây thì quý bà con, xin thưa bà con, là canxi và bo là nó là một hai dưỡng chất hình thành nên dắt tế bào, giúp cho các chất tế bào khích lại với nhau. Một khi các chất tế bào khích lại thì không có khe hở, không có vết thương, thì hạn chế cái nấm bệnh tấn công, đặc biệt là các bệnh rễ trên trên trái. Cái thứ hai nữa, khi quý bà con bổ sung đầy đủ cái canxi thì quá trình mà phát triển trái thì hạn chế được cái vấn đề là nứt đít trái do triệu chứng thiếu canxi. Khi mà cung cấp đầy đủ cái hai cái dưỡng chất canxi và bo thì chúng ta thấy rõ được một điều là cái chất lượng trái được cải thiện đáng kể, hạn chế bị bệnh và nứt đít trái. Thì bà con thấy rõ được là hai cái yếu tố bệnh và cái triệu chứng thiếu dinh dưỡng nó gây đến ảnh hưởng đến cái chất lượng trên trái cam của mình. Xin mời bộ phận cho chuyển lại tiếp theo. Ngoài ra thì bà con cũng biết là canxi, bổ sung đầy đủ canxi thì nó giúp cây nó hạn chế cái stress do thời tiết gây ra. Dù trong thời tiết mà nắng mưa xen kẽ lẫn nhau thì cây có múi, đặc biệt là có múi, nó rất dễ dàng bị chết. Người dân trồng cam ở đồng bằng sông Cửu Long hay gọi là cây bị xỉu, hoặc là mang trái quá nhiều, biến đổi thời tiết thì cây nó dễ dàng bị chết. Thì khi mà cung cấp bổ sung đầy đủ canxi thì chúng ta sẽ hạn chế được cái việc mà điều kiện chống chịu lại những điều kiện bất lợi. Một ưu điểm của việc bổ sung đầy đủ canxi trên cây có múi là cái thời gian bảo quản cái nông sản của mình được kéo dài. Đây làm tạo ra một cái lợi thế giúp hàng hóa nông sản của chúng ta di chuyển qua xuất khẩu qua được nhiều nước trên thế giới trong thời gian bảo quản nó lâu hơn, kiểm soát được cái chi phí tốt hơn. Vâng, cảm ơn anh Khanh. Thì theo tôi được biết, canxi còn có một vai trò rất quan trọng nữa, đó là kéo dài thời gian lưu trữ trái ở trên cây. Điều này rất có lợi cho bà con khi mà vào những năm mà được mùa thì giá rẻ, đúng không ạ? Nếu như trái chúng ta mà để lưu giữ được trên cây được thêm thời gian ấy, thì bán được giá. Tôi nói ví dụ như cam canh năm ngoái ở trên Bắc Giang, đúng không ạ? Vào đầu mùa thì giá được 30 đến 35 nghìn đồng trên 1 kg thôi. Nhưng mà có những nhà vườn, đúng không ạ, lưu trữ trái ở trên cây, đúng không ạ? Đến Tết thì bán được 50 nghìn trên 1 kg, đúng không ạ? Thì đã làm cho cái giá bán, đúng không ạ, tăng lên rất nhiều, và cái hiệu quả kinh tế bà con thấy được rõ rệt, đúng không ạ? Thì đó là cái vai trò của canxi, đúng không ạ? Vai trò của canxi rất là hữu hiệu. Vậy theo anh Khanh thì cái canxi nó quan trọng như vậy thì anh có thể chia sẻ là cho bà con biết là canxi mình sẽ bón nhiều ở giai đoạn nào của cây có múi là tốt nhất, bởi vì hiện nay bà con biết là vai trò là tốt rồi, nhưng mà đúng không ạ, ở giai đoạn nào cây có múi nó cần nhất ạ? Vâng, đây là một vấn đề khá là hay. Chỗ anh Khải đặt cái vấn đề khá là hay. Thì đối với cây có múi nói chung và cây cam nói riêng thì tất cả các giai đoạn hầu hết của phát triển của cây đều cần canxi. Nhưng đặc biệt bà con lưu ý đối với cây có múi, lượng canxi cần nhiều nhất từ thời điểm ra 8 tuần sau khi cây ra hoa. 8 đến 12 tuần sau khi cây ra hoa, lượng canxi cần thời điểm này rơi vào khoảng chiếm 70% tổng lượng canxi của cây có múi cần trên một năm. Vậy đây là thời điểm mà quý bà con đặc biệt lưu ý cố gắng bổ sung cái canxi vào giai đoạn 8 đến 12 tuần sau khi cây bắt đầu ra hoa. Đây là thời điểm mà hết sức lưu ý quý bà con.
Trên thị trường hiện trên thị trường thì có rất nhiều dòng canxi. Thì riêng đối với công ty phân bón Yara, chúng tôi có một sản phẩm, đó là cái Yara Livani Chatbo này, thì chứa hàm lượng canxi 26% lượng canxi hữu hiệu. Thì ngoài ra nó còn bổ sung thêm bo và đạm, thì giúp cho cái vườn cây có múi của con mình tăng khả năng ra hoa đậu trái. Bổ sung canxi thì giúp cho vỏ sáng bóng, tăng khả năng bảo quản nông sản. Vâng, cảm ơn anh Khanh đã chia sẻ rất hay về cái canxi, đúng không ạ? Rất là quan trọng đối với cây có múi. Nhưng mà bà con mình hầu như là cũng chưa chú ý nhiều đến canxi, đúng không ạ? Một trong những cái thành phần thứ ba, nhu cầu thứ ba chỉ sau kali và đạm thôi. Ngoài canxi ra thì bà con, cái quy trình mà chúng tôi khảo sát bà con rất là thiếu hụt, đó là cái trung vi lượng khác, đúng không ạ? Như magie hay là sắt mangan hay là bo hay là kẽm, đúng không ạ? Nếu mà bà con mà bón thiếu hụt như vậy thì anh Khanh đánh giá thế nào về cái sự thiếu hụt này, đúng không ạ? Nó sẽ dẫn đến cái điều gì ạ? Khi mà bà con bổ sung không đúng theo cái nhu cầu dinh dưỡng của cây thì chắc chắn một điều là cái năng suất, đầu tiên cái năng suất nó sẽ giảm. Cái thứ hai là kéo theo cái chất lượng. Thì khi một khi hai cái này giảm thì chất lượng giảm nữa thì cái giá nó thành nông sản nó sẽ cũng giảm luôn. Thì vậy cái hiệu quả đầu tư của bà con rất là thấp. Thì vậy lý do vì sao của bà con mình phải bổ sung đầy đủ cái nhu cầu dinh dưỡng, đặc biệt đối với cây cam, thì ngoài bổ sung đầy đủ các yếu tố dinh dưỡng như theo anh Khải vừa phân tích cái biểu đồ đối với giai đoạn mà phát triển trái cũng như là nâng cao năng suất, thì các con mình nên chọn những dòng phân bón theo hình chữ V kết hợp bổ sung đầy đủ các dưỡng chất đa trung vi lượng. Và lưu ý một điều là quý bà con phải bón tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng. Đây là nguyên tắc mà tôi nghĩ là hầu hết nhà vườn đều biết, thì tôi xin nhắc lại nguyên tắc 4 đúng, đó là đúng loại, đúng liều, đúng lúc và đúng cách. Thị trường thì cái nhu cầu thị trường đòi hỏi ngày càng cao, đặc biệt là khách hàng. Ngoài cái đảm bảo tăng năng suất và chất lượng thì trái phải nhìn phải đẹp, thì đó là lý do sao chúng ta phải bổ sung đầy đủ các dưỡng chất để giúp tăng năng suất, và ngoài ra phải tăng cái tỷ lệ trái loại 1 để giúp cho bà con bán được cái giá cao hơn. Thì để tăng cái tỷ lệ trái loại 1 bán giá cao thì quý bà con mình lưu ý, thì vấn đề vườn cam thì ở đồng bằng sông Cửu Long với con rất là tận thu năng suất, thì lưu ý một điều là quý bà con mình nên để trái vừa sức cây để tăng cái tỷ lệ trái loại 1 để đảm bảo chất lượng cũng như là cái giá bán để sẽ được tốt hơn. Thì để giúp cho bà con mình có cái khoản lượng trái, hầu hết quý bà con mình nên lưu ý đối với cam sạch ở đồng bằng sông Cửu Long bà con canh tác năm vụ trái thứ hai, thì lưu ý một điều là số trái trên cây đảm bảo từ 60 đến 80 trái cho một cây để duy trì cái tỷ lệ tái loại 1 ở mức cao nhất, đó là tỷ lệ 82 hoặc là 91 quá tốt. Ngoài ra thì quý con phải giữ cho bộ lá nó phải khỏe mạnh để giúp cây quang hợp tốt hơn, để vườn chúng ta nó phát triển bền vững. Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết của anh Khanh. Thì anh Khanh có nói đến là bón phân theo nguyên tắc 4 đúng, đúng không ạ? Vậy thì xin anh Khanh có thể chia sẻ cái dựa vào những cái nhu cầu mà đã anh và tôi đã phân tích ở trên, đúng không ạ? Thì anh Khanh có thể chia sẻ về cái bốn đúng, về cái quy trình của phân bón Yara cho từng giai đoạn của cây có múi được không ạ? Ví dụ như là cái giai đoạn ra cơi hay là giai đoạn nuôi trái, thì nguyên tắc bốn đúng của Yara sẽ được áp dụng như thế nào ạ? Cảm ơn kỹ sư Khải. Thì trước tiên tôi xin giới thiệu sơ qua trên màn hình của con là đây là một cặp đôi hoàn hảo, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu phân bón theo quá trình phát triển của cây có múi, góp phần tăng năng suất và chất lượng. Cái thứ hai nữa là đảm bảo đầy đủ các dưỡng chất đa trung vi lượng và công thức NPK theo nhu cầu phát triển trái, cũng như là góp phần tăng năng suất và chất lượng theo hình chữ V. Đó là sản phẩm Yara Mila Complex 12, 11, 18 phối trộn với Yara Livani Chatbo. Thì đây là bộ đôi sản phẩm mà góp phần đảm bảo đúng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho cây có múi, cũng như là góp phần tăng năng suất và chất lượng trái. Để rõ hơn thì xin mời bộ phận kỹ thuật
cho live tiếp theo. Thì đối với sản phẩm cơm led, đây là một trong những sản phẩm mà chứa nhiều dưỡng chất nhất trên thị trường phân bón Việt Nam. Thì đây là loại phân NPK mà trong một hạt phân nó chứa tới 9 dưỡng chất đa chung vi lượng ha. Công thức theo hình chữ V đảm bảo đầy đủ các yếu tố đa chung vi lượng, góp phần tăng tỷ lệ trái lô 1. Thì ngoài ra cái đặc điểm lưu ý của con là đối với sản phẩm cơm led 12, 11, 18 thì nó sử dụng là cái kali trắng 100%. Thì đối với kali trắng thì nó góp phần cái tăng cái năng suất và cũng như là cải thiện cái chất lượng trái trên vườn cây con muốn của con. Xin bộ phận kỹ thuật cho like tiếp theo. Ở phần tiếp theo này thì tôi sẽ hướng dẫn với bà con mình cái giải pháp để có được cái vườn cam đạt năng suất, mà không những chỉ đạt năng suất không mà phải tăng cái tỷ lệ trái lô 1 để giúp cho bà con mình bán giá cao, và quan trọng là phải chất lượng phải ổn định. Thì đối với cây có muối thì cái thời điểm bón rất là quan trọng. Trước tiên là bà con mình phải xác định đúng cái thời điểm. Đầu tiên thì để giúp vườn cây mà tăng cái tỷ lệ trái lô 1 thì công ty phân bón Yara phối hợp hai sản phẩm, đó là Yara Mila cơm led với công thức là 12, 11, 18 sẽ phối trộn với Yara Liva Nitratbo. Thì hai sản phẩm này phối trộn với nhau theo tỷ lệ 3:1, có nghĩa là 3 bao cơm led và con sẽ phối trộn với 1 bao Yara Liva Nitratbo, và cái lượng bón trung bình cho một cây là từ 150 đến 200 gram tùy theo tuổi cây và mức độ đẻ trái của bà con, mà có chọn cái lượng bón cho nó phù hợp. Thời điểm bắt đầu bón là sau khi vườn cây có muối bà con đậu trái, bón đến khi mình thu hoạch, và cái khoảng cách lần bón cách nhau là khoảng từ 25 đến 30 ngày. Quý con lưu ý ha. Thì đối với hai sản phẩm này quý con chỉ nhớ một điều là phối theo tỷ lệ 3:1 ha, và thời điểm bón cách nhau là 20 đến 25 ngày ha. Cái thời khoảng cách bón là cách nhau từ 20 đến 25 đến 30 ngày, thì từ lúc đậu trái bón đều đến khi thu hoạch, rất là dễ nhớ. Thì vâng, ngoài ra thì anh Khanh, thì anh Khanh ơi, thì đối với lại cái quy trình này đúng không ạ, bà con để lưu ý là tỷ lệ 3:1 đúng không ạ. Thì đối với lại cam với lại cái bưởi thì bà con cam Vinh ở miền Bắc với lại bưởi thì bà con có thể bón nhiều hơn, bà con cứ nhớ tỷ lệ là 3:1 đúng không ạ. Ba cái complex và một cái Nitratbo bà con bón. Đối với cam Vinh thì bà con bón khoảng 250g trên một gốc mỗi tháng bón lần. Đối với bưởi thì bón khoảng 600g trên một gốc mỗi tháng bón một lần. Thì đối với lại cam và bưởi thì ở miền Bắc thì tôi lưu ý là bắt đầu từ tháng 7 âm trở đi thì bà con là sẽ sử dụng cái Niva, Zara Niva ít hơn và tăng cái tỷ lệ kali lên thì để có cái chất lượng trái cao nhất. Và anh Khanh có thể chia sẻ cái khi mà ở cái giai đoạn cây có muối, ở giai đoạn mà ra cơi ra đọt thì đối với quy trình Zara sẽ bón như nào ạ? Cảm ơn anh Khải. Thì đối với giai đoạn kiến thiết, giai đoạn phát triển của vườn cây có muối thì ở giai đoạn này thì quý con lưu ý là nhu cầu dinh dưỡng của cây là cần đạm lân cao và một phần kali. Thì ở công ty phân bón Yara có bộ đôi sản phẩm phù hợp với nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây, đó là cái Yara Mila Racer công thức là 21173 đạm lân cao và một phần kali, sẽ kết hợp với Yara Liva Nitratbo vẫn là theo tỷ lệ 3:1 mà lượng bón trung bình cho vườn cây có muối trên 24 tháng tuổi là từ 150 đến 200 gram cho một gốc, và khoảng cách giữa các lần bón là từ 25 vẫn là 25 đến 30 ngày. Thời điểm bón của con thấy vườn cây bắt đầu nhú cơi, mà một số nông dân gọi là nhú cưa gà đó, thì con mình tiến hành bón kết hợp Yara Mila Racer 21173 kết hợp với Nitratbo. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ bổ sung một số sản phẩm phun hoa lá để đảm bảo cái cơi mập và khỏe. Vâng, cảm ơn anh Khanh. Như vậy thì vừa rồi thì anh Khanh đã chia sẻ rất là chi tiết về quy trình bón phân đúng không ạ. Chúng ta đã đi qua phần về bón phân cân đối,
Hy vọng là bà con mình đã hiểu như thế nào về bón phân cân đối chị ạ, tức là bón theo tỷ lệ NPK theo hình chữ V đúng không ạ, và đầy đủ trung vi lượng sẽ giúp tăng năng suất và chất lượng trái cây luôn được khỏe mạnh và giảm thuốc bảo vệ thực vật cũng góp phần, thì điều này cũng góp phần là giảm chi phí đầu tư trong cái chủ đề ngày hôm nay. Thì đó là về phân bón gốc rồi, phân bón gốc thì chúng tôi đã tư vấn rồi. Thì trong canh tác thì chúng ta không thể thiếu được đó là cái phân bón lá ở những thời điểm mà quan trọng, ví dụ như là ra cược tập trung hay là tạo mầm hoa hay tăng tỷ lệ đầu trái. Thì tiếp theo thì tôi xin mời kỹ sư Hùng của công ty Hợp Chí sẽ thông tin tới bà con về các sản phẩm phân bón lá cao cấp Saravita ở các giai đoạn khác nhau. Xin mời anh Hùng ạ. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư Khải, kỹ sư Khanh. Xin chào tất cả bà con. Thì ký là cái công ty độc quyền phân phối cái hàng phân hoa lá của ERA ở tại Việt Nam. Đây trong cái quy trình canh tác của muối thì những cái sản phẩm của ERA hoàn toàn đáp ứng được cái chuyện mà làm sao cho cái chất lượng cây tốt hơn, trái tốt hơn, năng suất cao hơn và ở dưới cái chi phí hợp lý. Không thể chối cái phân bón gốc vẫn là cái quyết định để mà tăng. Và còn nhớ cái quyết định có những cái trường hợp chúng ta buộc phải sử dụng phân bón lá, tại vì có khi thì cái cây cái rễ nó yếu quá, đất nó khô quá, phân không tan được, pH nó chua quá, cây nó không hấp thu được, hoặc là cậu dinh dưỡng mà nó đang là quá trình vận chuyển trong cây kém, thì những trường hợp đó chúng ta phải bổ sung qua đường lá, và khi đó hiệu quả của phân cũng lấy rõ ràng. Như nãy giờ bón phân khô quá thì đương nhiên chúng ta rẻ hơn. Đối với cái khi mà bà con nông dân mình làm được một cái cơ tược đồng đều, cơ tược khỏe mạnh, nhiều cái cơ tược thì là cái tiềm năng năng suất sản xuất đầu tiên chúng tôi khuyến cáo bà con xài đó là cái gì đó. Trong này thì cái NPK nó đồng đều nha, thành ra chúng ta thấy cây nó sẽ phát triển rất là tốt, và nó có cả là 5% bò. Bà con vẫn biết giai đoạn ra hoa đậu trái là cần bo, tuy nhiên cái lúc mà cây nhỏ nhu cầu bo vẫn rất là cao. Nếu không có thì chúng ta sẽ gây ra cái hiện tượng ngù đọt. Thành ra khi mà chúng ta thấy khi mà phun cái bắp rô tơ thì cái bung đọt giống như bà con thấy trên cái màn hình, rất mập, rất khỏe, rất đồng đều. Khi mà đồng đều thì cái chuyện chăm sóc sau này cũng sẽ dễ hơn. Mà bà con muốn Alo ạ, anh Hùng ơi. À, anh Hùng ơi, hình như là tín hiệu bên mình đang bị yếu đúng không anh? Alo, anh Hùng có nghe MC gọi không ạ? Chắc sống ở chỗ anh Hùng hơi chập chờn. Hơi chập chờn. Dạ, nếu vậy thì không biết là anh Khanh, anh Khải có thể hỗ trợ cho anh Hùng phần này giúp MC không ạ? Vâng ạ. Thì đối với lại những sản phẩm phân bón lá của Zara thì như anh Hùng đã nói, cái sản phẩm giúp cây ra đoạt ra đồng loạt đúng không ạ? Sản phẩm này thì nó có điểm mạnh đó là cái kẽm và cái bo rất là nhiều đúng không ạ? Và kẽm và cái bo rất là nhiều thì Dạ alo anh dạ Hùng ạ. Em thấy anh Hùng Hùng đã quay lại. chưa? Dạ. Vâng, xin mời anh Alo, nghe tiếp nghe tục rõ không? không? Em tưởng anh bị rớt sóng ạ. Mình tiếp tục phần tư Dạ. vấn giúp em anh Hùng. Vâng, phần Dạ, sẽ cảm tiếp ơn nha. cái sản phẩm thứ hai mà muốn sản phẩm thứ hai mà muốn giới thiệu với bà con trình xử lý để nó tạo cái mầm bông tốt hơn, đó là cái Hero Phosphate kẽm. Đây là một cái sản phẩm mà về công thức rất là độc đáo, rất là lâu. Cái công thức có lân cao, dễ tan, nói cái tính độc đáo của sản phẩm này. Và chúng ta biết khi chúng ta sản phẩm lân cao với kali thành cái mầm bông hơn, nó nhiều bông hơn, thành ra cái này cũng là cái việc mà chúng ta sử dụng muối kết hợp với việc xiết nước thì sẽ tốt hơn ạ. Cái trường hợp mà ra hoa đầu trái bà thể quên được cái bò trắng,
đầy đủ cây thì chúng ta cái hạt nó mạnh cái thụ tinh thụ phấn, cho nên thứ nhất là nó tăng được cái. Vâng, anh Hùng ạ, tín hiệu chỗ anh nó hơi chập chờn thì chắc có lẽ là anh sẽ em sẽ giúp anh chia sẻ cái phần này cho nó được bà cho nó nhanh ạ, được bà con theo dõi cho nó trơn tru ạ. Vâng, thì nói phân bón lá như anh Hùng đã chia sẻ thì cái sản phẩm Hydro Food kẽm đúng không ạ, nó có tác dụng là tạo mầm hoa rất là tốt đúng không ạ, sản phẩm này nó có lân cao đúng không ạ. Và ngoài cái sản phẩm Hydrofood kẽm ra thì phân bón lá xa ra thì chúng tôi giới thiệu một sản phẩm nữa, đó là sản phẩm bo đúng không ạ. Sản phẩm bo sẽ giúp cho cái vấn đề mà tạo mầm hoa cũng như là cho cái bông hoa nó mập và tăng cái tỷ lệ đậu hoa đậu trái. Xin mời bộ phận kỹ thuật chuyển slide giúp tôi ạ, đúng không ạ, tăng cái đậu hoa và đậu trái thì ba cái sản phẩm này đúng không ạ, ba sản phẩm này thì nó rất là hữu dụng trong những cái thời khắc mà quan trọng bà con phải sử dụng đúng không ạ. Bo thì bà con biết là tăng sức sống của hạt phấn thì hạt phấn nó sẽ khỏe hơn và đậu trái nó sẽ tốt hơn. Đấy. Và ngoài cái vấn đề về phân bón lá thì chúng tôi ngày hôm nay còn liệt kê một số những cái sâu bệnh hại chính đối với cây có múi, thì cái phần này thì anh Khanh có thể giúp tôi được không ạ? Xin mời anh Khanh có thể chia sẻ giúp tôi về cái phần mà quản lý côn trùng. Vâng, cảm ơn. Vâng, cảm ơn kỹ sư Khải. Thì ngoài cái việc mà cung cấp đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng thì có để góp phần tăng năng suất cũng như là chất lượng vườn cây có múi thì đó là điều hiển nhiên rồi. Thì ngoài ra thì quý bà con mình phải chú trọng đến đối tượng dịch hại, nó sẽ gây hại cho vườn cây có múi, nó làm giảm, đầu tiên dễ nhận biết nhất là nó sẽ làm giảm cái chất lượng cũng như là cái năng suất vườn cây có múi bà con. Thì tôi đi vào đối tượng thường dễ gặp, đầu tiên là sâu quẻ bùa. Thì đối với đối tượng này thì thời điểm xuất hiện phổ nhiều nhất ở trên vườn cây có múi là lúc vườn cây có múi chuẩn bị ra cơ, thì ảnh gây hại rất là nặng nề. Những vườn cây có múi tập trung cơ thì sâu quẻ bùa phát triển rất là mạnh, thường chọn những cái cơ mập để chúng tấn công. Thì với con mình lưu ý thời điểm ra cơ thì thường xuyên thăm vườn xem cái đối tượng này để có cái biện pháp mà kịp thời và can thiệp kịp thời để giảm thiểu cái thiệt hại do đối tượng này gây ra. Thì chúng đặc biệt nguy hiểm ở thời điểm xuất hiện cơi thôi. Còn đối với nghiệp kim thì đây là đối tượng cũng khá là phổ biến, thì chúng xuất hiện vào đầu mùa khô. Nghiệp kim nó chích thúc, đây là đối tượng chích thúc, chích vào vỏ cây, nó làm hạn chế khả năng quá trình vận chuyển dinh dưỡng của cây có múi. Làm cho nếu mà nặng quá thì làm cho cành bị chết khô, chết khô kể rất là nhiều, giảm gây ảnh hưởng mạnh đến quá trình phát triển của cây. Thì đối với cái nghiệp kim này thì các con lưu ý ha, thời điểm tôi nói nó sẽ xuất hiện mạnh vào đầu mùa khô, thì đi thăm vườn bà con chú ý tới vấn đề nghiệp kim này thì để có giải pháp can thiệp. Xin cho like tiếp theo. Anh Khanh ơi, MC thấy là tín hiệu bên anh Hùng cũng đã ok rồi, nên là chắc là phần này cho anh Hùng nha. Dạ, em cảm ơn. Xin mời anh Hùng tiếp tục cái phần quản lý côn trùng chích thúc cũng như là cái bệnh dã. Xin mời anh. Dạ, cảm ơn anh Hải, tôi sẽ tiếp cái phần đó. Có nghĩa con sâu dã bùa, bà con lưu ý ngoài cái chuyện là nó chích làm hư cái đọt, không phải hư cái đọt mà nó quăng queo rồi nó không phát triển được, thì khi mà tạo vết thương nó còn lây lan tiếp một cái những cái bệnh do vi khuẩn. Thành ra cái này chúng ta khi mà xử lý cái sâu giả bùa thì chúng ta cũng hạn chế được cái bệnh ghẻ lét trên cái vi khuẩn. Thì sâu giả bùa thì nó đục lòn ở giữa, cho nên khi sử dụng thuốc chúng ta nên sử dụng những loại thuốc có khả năng thấm sâu hoặc lu dẫn. Ví dụ như trí có cái Pritin 4.0, Actimax 50WG chẳng hạn, thì những trường hợp đó chúng ta can thiệp lúc mà vừa bung cái chậu tược. Vâng, tín hiệu của bên anh Hùng lại bị treo rồi, có lẽ là chỗ anh Hùng mưa nhiều đúng không? Và tiếp theo thì Khanh có thể hỗ trợ anh Hùng tiếp được không? Vâng, rất sẵn sàng kỹ sư Khải. Thì đối với cái bệnh
do cái côn trùng chích thúc cũng như là bệnh dẻ. Thì lưu ý một điều là quý bà con mình, đây là hai cái đối với côn trùng chích thúc, như tín hiệu của anh Hùng đã có lại. Anh Hùng có thể tiếp tục cái đối tượng này được không ạ? Tình hình là chúng ta thấy hai đối tượng này là đối tượng cực kỳ quan trọng đối với cái người trồng cây có múi. Tại vì khi mà tất cả những cái triệu chứng ở trên trái như da lu, da cám gây hại bởi ra con nhện, cái trường hợp ghẻ lét ở trên trái có thể là do nấm hoặc là dây khuẩn đều làm rớt cái cấp. Có nghĩa là khi bị cái này là bà con sẽ rớt qua cái hàng gạt, giá bán sẽ thấp, khó bán hoặc là giống như bán chỉ thôi. Thật ra cái này nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cái lợi nhuận cũng như là cái lợi nhuận của bà con nhân trong này. Đối với cái nhện đỏ thì bà con lưu ý, cái nhện đỏ bà con có thể thấy được, nhưng mà cái con nhện vàng thì bà con không thấy được. Có thể chúng ta phát hiện theo cái nhện đỏ và xử lý sớm từ khi mà cái trái nó được khoảng chừng bằng ngón tay cái là chúng ta có thể để ý, có thể phát hiện được trên lá và xử lý thuốc trừ nhện. Thuốc trừ nhện phải xài thuốc chuyên trị nhện và phải có xịt luân đổi thuốc. Nhện rất là ngắn, dễ hình thành tính kháng cho nên bà con phải đổi thuốc. Công ty Hợp Trí có nhiều cái sản phẩm có thể là như là cái Tai Tiên, cái Actimax, thì những trường hợp đó bà nên luôn để hạn chế hình thành tính kháng. Nếu như cái càng nắng nóng càng hạn hoặc là những đợt tiểu hạn trong mùa mưa, bà con cũng phải chú ý để giải quyết cái này. Chứ còn triệu chứng da lu da cám khi xuất hiện thì chúng ta sẽ không có chữa được. Nghe rõ không vậy nghe ơi? Nghe rõ anh Hùng ơi. Dạ em xin nghe rất rõ, anh cứ tiếp tục ạ. Ok, cái trường hợp thứ hai nữa là cái ghẻ trái. Cái ghẻ trái thì có những cái loại bệnh ghẻ do nấm và có những loại bệnh ghẻ do vi khuẩn. Dạ, thì những trường hợp này chúng ta vâng, cháu anh Hùng lại mất tín hiệu ạ. Ngân ơi, có lẽ là cái phần bảo vệ thực vật này để sau thì công ty mời em trong chương trình sau thì công ty sẽ vâng, cảm ơn anh Hùng ạ. Vâng, xin mời bộ phận kỹ thuật chuyển đến live tiếp theo nữa. Vâng, thưa quý bà con, thì với thời lượng hơn một tiếng vừa qua thì cũng là khá dài rồi. Chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều điều giúp bà con tiết kiệm và chi phí đầu tư, đúng không ạ? Nâng cao cái năng suất cũng như là chất lượng sản phẩm. Và sau đây thì tôi xin tóm tắt ngắn gọn để bà con mình có thể nhìn nhận lại các vấn đề đang gặp phải của bà con cũng như là giải pháp mà chúng tôi đã chia sẻ. Thì đối với những vấn đề mà chúng tôi đã chia sẻ thì nó gồm có là thiết kế lít cao, đúng không ạ? Có rãnh thoát nước thì chúng tôi đã chia sẻ rất là kỹ rồi. Và cái thứ hai nó là nâng cao và ổn định pH, thì bà con nhớ là sử dụng những dòng phân bón, đúng không ạ? Có đạm nitrat, đúng không ạ? Vừa nâng cao vừa ổn định pH đất và vừa tiết kiệm cái chi phí đầu tư ạ, đúng không ạ? Cái pH rất là quan trọng. Và cái thứ ba là tỉa cành đạo tán, đúng không ạ? Tỉa cành đạo tán thì bà con biết là cái trái nó sẽ đồng đều hơn và giá bán nó sẽ tốt hơn, cũng là giảm cái chi phí đầu tư. Và đặc biệt cái thứ tư là bón phân theo nhu cầu dinh dưỡng của cây cam, đúng không ạ? Cây cam, cây bưởi, cây có múi, đúng không ạ? Ăn theo nhu cầu tỷ lệ NPK theo chữ V. Trong đó có nhu cầu về trung vi lượng, trong đó có canxi, có bo, có đồng, có sắt, có kẽm, đúng không ạ? Thì bà con phải biết được thế nào là cân đối, đúng không ạ? Và cái phần quản lý sâu bệnh hại thì cái mạng rất là chập chờn do chỗ anh Hùng đang có mưa lớn, thì cái phần này thì chúng tôi sẽ kết nối anh Hùng trong cái chương trình live stream lần sau, đúng không ạ? Thì tất cả những vấn đề như vậy chúng tôi mong muốn là bà con khắc phục và mong muốn bà con có những cái giải pháp, đúng không ạ, mà chúng tôi đã chia sẻ từ đầu buổi chương trình rồi, thì giúp bà con tiết kiệm được cái chi phí đầu tư và nâng cao cái hiệu quả trồng cam. Và tiếp theo thì xin mời MC Ngân sẽ điều tiết chương trình một tới ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ của anh Khanh, anh Khải và anh Hùng. Thì tiếp theo sẽ đến cái phần mong chờ nhất ngày hôm nay, đó là phần hỏi đáp. Thì như MC đã chia sẻ thì những bà con có câu hỏi được chọn giải đáp ngày hôm nay, mỗi người sẽ được tặng một chiếc ba lô Zara được gửi đến tận nhà bà con sau khi kết thúc chương trình.
Vâng, em xin mời câu hỏi đầu tiên ạ. Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên của chúng ta đến từ khán giả có tên là Hoàng Nam. Cho tôi hỏi, trái cam vỏ bị dày, ít nước là do bón phân không cân đối hay do nguyên nhân nào khác? Làm sao để trái cam không bị da lu da cám, trái bóng dễ bán? Xin cảm ơn. Dạ vâng, với câu hỏi này thì MC xin được mời anh Khanh sẽ giải đáp cho khán giả ạ. Xin mời anh Khanh. À, vâng, cảm ơn MC. Thì với câu hỏi này, đây là một vấn đề rất là thường gặp, đó vườn cây có muối. Nguyên nhân làm cho vỏ cam nó bị dày ít nước, chắn một điều rồi, thì do đây là cái tập quán sử dụng phân bón thừa đạm của bà con. Thì ở đây thì ngay từ ban đầu chương trình thì chúng tôi luôn hướng bà con mình phải biết được cái nhu cầu dinh dưỡng của cây cây có muối. Thì như chỗ anh Khải cũng đã chia sẻ, thì đối với cây có muối thì ở giai đoạn phát triển trái, đặc biệt bà con lưu ý nên chọn dòng phân bón NPK theo hình chữ V và phải kết hợp với canxi để bổ sung đầy đủ và bổ sung đầy đủ các dưỡng chất đa chung vi lượng. Thì ở đây công ty phân bón Yara có bộ đồi sản phẩm, đó là Yara Mila Complex 12, 11, 18 kết hợp với Yara Liva Nitrabo bổ sung canxi. Thì hai sản phẩm này thì quý bà con mình phối trộn theo tỷ lệ 3:1 giúp tôi, đó là 3 bao Complex phối trộn với 1 bao Yara Liva Nitrabo. Lượng bón trung bình đối với cây cam xanh, bà con lưu ý là bón từ 150 đến 200 gram. Thời điểm là cây bắt đầu đậu trái đến khi thu hoạch, khoảng cách giữa các lần bón là từ 25 đến 30 ngày để đảm bảo cung cấp đầy đủ các dưỡng chất, cải thiện cái quá trình mà cam vỏ nó bị dày cho chỗ anh Hoàng Nam. Cái vế thứ hai, làm sao để cam không bị da lu da cám, trái bóng dễ bán. Thì với câu này thì đối với da lu da cám thì đây là cái rất là dễ gặp đối với có muối. Đây là trường hợp là do nhện nó tấn công, mà quý con biết cái thời điểm nhện tấn công dễ dàng nhất đó là thời điểm mà sau khi sổ nhị đến giai đoạn đậu trái, chúng tấn công vào cam chích hút, gây nên cái những cái vết tổn thương cái da lu da cám trên cái vỏ trái, làm giảm đi cái phẩm chất của trái cam. Thì chúng ta biết được cái thời điểm cái con nhện này nó xuất hiện chủ yếu là ở giai đoạn sau lúc cây sổ nhị và đậu trái, thì bà con mình nên thăm vườn xem xét kỹ. Nếu mà thấy đối tượng cái nhện này nó nhiều, thì bà con mình có thể can thiệp các giải pháp bằng cách là có thể can thiệp thuốc bảo vệ thực vật để quản lý tốt hơn. Còn để mà trái bóng dễ bán thì ngoài quản lý tốt đối tượng dịch hại là con nhện, thì bà con mình phải tuân thủ và đủ cái quy trình như tôi vừa nêu trên. Thì bón đầy đủ các dưỡng chất NPK có bổ sung canxi thì chắc chắn một điều là cái vỏ trái nó sẽ sáng bóng. Xin cảm ơn anh Hoàng Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của khán giả Hoàng Nam và câu trả lời của anh Khanh. Thì xin mời được câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ vâng, câu hỏi của khán giả Hương Minh. Xin hỏi diễn giả cho biết nguyên nhân trái cam bị sượm và khô muối ạ, và cách khắc phục như thế nào? Dạ vâng, câu này em xin mời anh Khải. Dạ, mời anh. Vâng, xin cảm ơn anh Hưng Minh đã đặt câu hỏi. Đúng không ạ? Xin mời bà con tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Thì anh Minh Hưng Minh có hỏi là nguyên nhân trái bị sượng và khô đầu múi. Thì cái vấn đề này thực sự là đối với cây có múi thì gặp rất nhiều, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mà bón phân mà không cân đối, đặc biệt là vấn đề mà thiếu trung vi lượng, đúng không ạ? Trung vi lượng thì cái vấn đề mà thiếu trung vi lượng nó sẽ xảy ra vấn đề mà bị sượng, đúng không ạ? Và khô múi. Khô múi ở đây thường là bà con thấy là khô đầu múi trước, đúng không ạ? Nếu chúng ta mà sử dụng bón phân mà có lượng đạm, đúng không ạ? Trong quy trình của bà con cái lượng đạm nó cao, đúng không ạ? Lượng kali nó thấp. Đặc biệt là bà con hay sử dụng là cái kali đỏ đó ạ. Kali đỏ thì cái tốc độ, đúng không ạ? Tốc độ mà chuyển hóa cái hydrat carbon, đúng không ạ? Từ lá về quả, đúng không ạ? Nó sẽ không bằng cái kali trắng được. Thì nếu như mà anh mà thấy bị sượng, bị khô đầu múi, đúng không ạ? Thì anh hãy sử dụng những cái loại phân mà nó có chứa kali trắng và nó đầy đủ
trung vi lượng, đúng không ạ? Trung vi lượng thì cái vấn đề mà cái sinh lý ở trong cái quả nó sẽ phát triển bình thường và nó sẽ mọng mọng. Và trong cái quy trình của chúng tôi cũng đã nhu cầu, chúng tôi đã phân tích là bón phân thể chữ V, đúng không ạ? Cái kali luôn luôn phải cao hơn, đúng không ạ? Cao hơn tất trong tổng cái quy trình mà bà con chăm sóc. Đó là cái câu trả lời của em anh Hưng Minh ạ. Không biết là anh có hài lòng với lại câu trả lời của em không, thì nếu mà anh chưa hài lòng thì anh có thể là ebook thì em sẽ trả lời anh sớm nhất ạ. Vâng, MC xin cảm ơn khán giả Hưng Minh đã gửi câu hỏi và cảm ơn anh Khải đã giải đáp. Thì tiếp theo là câu hỏi cuối cùng. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Dạ vâng, câu hỏi cuối của khán giả Nguyễn Tuyền. Nỗi sợ của nông dân chúng tôi là các đối tượng côn trùng gây hại trên trái bưởi làm giảm chất lượng trái, thất thu và bị thương lái ép giá. Vậy cho tôi hỏi có nên bao trái bưởi không? Nên bao bằng loài bao trái nào? Bao vào giai đoạn trái bưởi bao nhiêu ngày để đạt hiệu quả cao nhất? Trước khi bao có nên phun thuốc gì không? Việc bao trái có làm ảnh hưởng đến màu sắc của trái không? Và cho tôi hỏi, bưởi bị sồi trái và lật tâm là do nguyên nhân gì? Cách khắc phục như thế nào? Vâng, xin mời anh Hùng sẽ giải đáp câu hỏi này giúp MC ạ. Anh Hùng ơi, mình bật mic lên nha anh. Cảm ơn MC Ngân. Chào anh Nguyễn Tiền và bà con nông dân. Đúng là cái cây bưởi của chúng ta cái thời gian mang trái khá là dài cho nên rất là nhiều cái đối tượng gây hại. Nếu như anh quan tâm tới cái con sâu đục trái bưởi, ở đây nó có cái con sâu đục vỏ bưởi, cái con sâu đục trái bưởi, cái con nhện đỏ và một số cái đối tượng khác nữa. Tốt nhất là được khoảng 4 tuần tuổi. Cái bưởi mình được 4 phân từng tuổi thì mình nên xử lý một lần thuốc sâu trước khi bao trái thì nó hạn chế tốt tốt cái này. Cái con sâu đục vỏ trái bưởi thì có thể tới sớm hơn ngay sau khi đậu trái. Chúng ta xử lý bằng cái thuốc Actimax 50WG. Đây cái sản phẩm mà thuộc gốc sinh học cho nên rất là an toàn. Và ở đây bao trái cũng là một cái giải pháp rất là tốt, vừa hạn chế cái chuyện sử dụng thuốc trừ sâu, hạn chế được cái chi phí của bà con nông dân mình và cái chất lượng trái nó cũng tốt hơn, không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng và cái màu sắc của trái hết. Cái trái bưởi bị lợ tâm ở đây bà con cẩn thận, nó có hai cái. Một là có cái bệnh nó gây ra, luôn luôn gây ra lợ tâm thì cái này hơi khó trị, cái này giải quyết phải lâu dài hơn. Cái trường hợp thứ hai là khi mà giai đoạn thụ phấn, nếu mà chúng ta không cung cấp đầy đủ cái bo, quá trình thụ phấn có nhưng mà không đầy đủ, giống như hồi nãy tôi có nói, nếu mà cái trái cam của chúng ta thụ phấn, muối nào nó cũng cũng có được thụ phấn, đậu hạt trái bưởi muối nào thì cái phát triển nó sẽ đồng đều, cái trái trái sẽ tròn đẹp. Còn nếu thụ phấn một bên, trái vẫn đậu nhưng mà nó vẫn là bị lép, bị méo, thì những trường hợp này nhắc lại giai đoạn ra bông đầu trái nên bổ sung đầy cái test cái bệnh vàng lá gân xanh thì chúng ta có thể có cái công cụ test để cái này thì khó trị hơn ạ. Dạ, cái này để tôi trao đổi thêm về cái biện pháp, nó hơi dài. Dạ. Đây, xin trả lại cho MC ạ. Dạ vâng, MC xin cảm ơn câu hỏi của khán giả Nguyễn Tuyền và phần giải đáp của anh Hùng. Thì tiếp theo thì MC sẽ đến phần đố vui có thưởng, cũng là phần bà con có lẽ là mong chờ nhất ngày hôm nay. Để xin mời bộ phận kỹ thuật. Vâng, câu hỏi đầu tiên. pH đất phù hợp cho đa số các loại cây trồng là bao nhiêu? A. Nhỏ hơn 4. B. Từ 4 đến 5. C. Từ 5.5 đến 6.5. Và D. A, B, C đều đúng. Vâng, xin mời bà con trả lời câu hỏi ạ. Vâng, MC đang thấy những đáp án đang được gửi đến. Bà con tích cực trả lời câu hỏi đi ạ, sẽ nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn từ công ty Zara, sẽ trao tận nhà cho bà con. Bà con Dạ trả vâng. lời nhanh nhất, đúng và nhanh nhất ạ. Dạ vâng. Chắc là MC xin đến với câu hỏi thứ hai luôn. Xin cảm ơn bà con. Với câu hỏi thứ hai thì để vườn cam xanh bền, đều cơi nên bón kết hợp phân nào dưới đây? A.
Yaramila Racer 2117-3TE, B. Yara Liva Nitrapor, C. Yara Vita Bird Booster phun qua lá, và D. Cả ABC đều đúng. Vâng, xin mời bà con trả lời câu hỏi ạ. Bà con lưu ý là mỗi câu hỏi chúng ta chỉ có 10 giây để trả lời, nên bà con cố gắng tập trung đưa ra đáp án nhanh và đúng nhất để nhận được một phần quà là một chiếc ba lô Yara. Vâng, xin cảm ơn bà con. Thời gian đang đến dần ạ. Dạ vâng, có rất nhiều đáp án đã được gửi đến. Với câu hỏi này thì nếu bà con theo dõi chúng tôi thì con sẽ thấy là phương án D là phương án chính xác, đúng không ạ? Ta cơi đều mập, đúng không ạ? Thì bà con đã sử dụng cả ba phương án là A, B, C đều đúng. Dạ vâng. MC xin cảm ơn giải đáp của anh Khải. Thì MC xin đến với câu hỏi tiếp theo, cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi số 3: để trái lớn nhanh, tăng tỷ lệ trái loại 1 và mẫu mã đẹp, thì nên kết hợp loại phân nào dưới đây? A. Yara Liva Nitrapor, B. Yara Mila Complex 12-11-18-TE, C. Yara Mila Racer 2117-3TE, và D. Cả A và B đều đúng. Vâng, xin mời bà con giải đáp câu hỏi ạ. Dạ vâng, 10 giây đang bắt đầu được đếm. Thì với câu hỏi này thì không biết là các anh viện kỹ sư bên mình có tư vấn gì hay không ạ? Với cái câu hỏi này thì đáp án chính xác đó là cả A và B đều đúng, đúng không ạ? Thì đối với giai đoạn mà trái lớn nhanh, tăng tỷ lệ loại 1 mà mẫu mã đẹp, thì bà con hãy sử dụng bộ đôi sản phẩm Yara Mila theo thiết kế tỷ lệ NPK theo hình chữ V đó ạ, 12-11-18, và kết hợp với lại Yara Liva Nitrapor, thì sự kết hợp hai sản phẩm này lên tới hơn 10 dưỡng chất để cung cấp cân đối và đúng cái nhu cầu mà cây con muối cần. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Khải. Xin mời bộ phận kỹ thuật quay lại câu hỏi số 1 vì MC đi qua hơi nhanh. Dạ vâng, với câu hỏi số 1 này thì các anh có thể cho MC đáp án chính xác không ạ? Với cái câu hỏi số 1 này, trong cái chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ, tiết kiệm chi phí, thì một trong những tiết kiệm chi phí đó là pH đất, đúng không ạ? Bà con phải làm sao phải nâng cao được pH đất lên thì cái sự hữu dụng của dinh dưỡng nó cao và cái khả năng hấp thụ của quả quả rễ đối với cây trồng, đúng không ạ, thì nó sẽ cao hơn. Thì đáp án chính xác của cái câu hỏi số 1 này là C, Ngân ạ, từ 5,5 đến 6,5. Thì tại đây, tại cái khoảng pH này, thì cái tính hữu dụng của phân bón nó rất là cao, độ khả năng lãng phí phân bón nó là rất là nhỏ đối với cây có múi, và bà con sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền từ cái việc mà pH từ 5,5 đến 6,5. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Khải. Xin cảm ơn quý bà con đã gửi đáp án đến cho MC. Thì bây giờ MC cũng sẽ thông báo kết quả trả lời trúng thưởng. Thì ở câu đầu tiên thì bạn Hoa Ni là người có đáp án chính xác và nhanh nhất. Cho câu hỏi số 2 thì người có đáp án chính xác nhất là cậu Hai Tiền Giang. Và ở đáp án số 3 thì MC đã nhận được câu trả lời chính xác nhất từ anh Nguyễn Tánh. Vâng, xin chúc mừng ba khán giả đã có may mắn trúng được một phần quà là một ba lô Yara sẽ được gửi đến mọi người sau chương trình. Vâng, thì chắc là MC cũng xin phép được kết thúc buổi tư vấn trực tuyến ngày hôm nay, và rất là cảm ơn ba sự có mặt của ba diễn giả là anh Khanh, anh Khải và đặc biệt là anh Hùng đã đem đến những cái kiến thức rất là bổ ích và cho bà con. Và nếu như bà con còn những câu hỏi nào chưa được giải đáp thì MC sẽ gửi đến giải đáp cho mọi người sau cái buổi chương trình này trực tiếp. Dạ vâng, xin cảm ơn các diễn giả và quý bà con đã đón xem chương trình. Vâng, xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con, chúc bà con thật nhiều sức khỏe, được mùa, được giá. Xin chào bà con. Và luôn ủng hộ Yara. Vâng, xin chào bà con ạ. Chào anh Hùng, chào kỹ sư Khanh. Chào MC Ngân. Xin chào quý bà con. Tôi thấy là dùng phân Yara rất là tiết kiệm.
tiết kiệm công và nước tưới. Đặc biệt nhất là tôi thấy là bây giờ cái lượng phân mình sử dụng rất là ít, ít hơn hẳn so với sử dụng những phân thông thường khác. Lá của nó rất là xanh, quả rất là đậu, trái rất là sai và rất là chất lượng. Loại phân này con là đúng ra là cái giá cả của nó thì hơi cao tí, nhưng mà cho ăn là chất lượng, cho ăn cảm tưởng là ăn yên tâm. Nếu mà tính ra nó còn rẻ hơn món cái loại phân các loại. Năm nay cũng trên chục năm rồi, thấy cũng có cái kinh tế đem lại cái lợi nhuận cũng khá cao. Thời tiết năm nay cũng khó khăn, thì hạn mặn cũng hơi cao, nhưng mà cái xài nhiều cái cách si bo giúp cho cái kháng được cái hạn mặn, thì trái đến ngày nay nó cũng đạt được chất lượng. Tôi cũng rất vui mừng, rất cảm ơn.